Một điều tất cả người giàu thường làm, trong khi người thường cứ nghĩ không quan trọng, đó là lý do họ có nhiều cơ hội thành công hơn. Việc này thường được hình thành từ trước khi người giàu trở nên giàu có. Thậm chí, nhiều người còn tiết lộ đây là một nhân tố góp phần đạt được sự giàu có ở thời điểm hiện tại. Theo cây viết David O, người sở hữu hơn 138.000 người theo dõi trên trang tài chính Discord chờ, hầu hết tất cả người giàu đều có một thói quen chưa tính nhóm người được hưởng thừa kế hoặc đột nhiên giàu lên vì nhiều nguyên nhân trúng số trúng thưởng bán đất anh cho rằng đó cũng chính là thói quen góp phần giúp họ có được sự giàu có ở thời điểm hiện tại thói quen đó không liên quan tới buôn bán hay kinh doanh mà có thể áp dụng cho tất cả mọi người trong mọi nghề nghiệp lĩnh vực đó chính là họ lập báo cáo tài chính tại sao nhiều người bỏ qua điều này công việc này trông có vẻ rất đơn giản nhưng một người bình thường sẽ không nghĩ tới báo cáo tài chính trừ khi họ muốn vay tiền hoặc phải đóng thuế ngay cả khi đó họ chỉ tập trung vào các lĩnh vực cần thiết cho khoản vay hoặc khoản thuế rồi bỏ qua mọi thứ khác quá trình đó đơn thuần chỉ là tìm cách cải thiện điểm tín dụng chứ không phải lập báo cáo tài chính mọi người không nên nhầm lẫn hai công việc này hầu hết mọi người tin rằng chỉ cần có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng là đủ còn nếu không có đủ tiền họ đang làm rất tệ nhưng điều đó là không đúng sự thật nhiều người sợ nhìn vào những con số vì cho rằng nó sẽ xác nhận những gì họ đang nghĩ nhưng chính nỗi sợ hãi này gián tiếp khiến mọi người trở nên nghèo khó và gặp khó khăn về tài chính thay vì trực tiếp đánh giá họ chọn cách giả định vấn đề tài chính của mình tại sao người giàu cần những con số đó đó là cách hữu hiệu nhất để bạn đo lường sự phát triển của bản thân nếu không đo lường làm sao bạn biết những gì đang làm có tạo ra hiệu quả mong muốn bất kể tài chính của bạn ít hay nhiều thói quen lập báo cáo tài chính cá nhân hàng tháng sẽ thay đổi cuộc đời bạn các báo cáo sẽ giúp bạn hiểu ra chẳng có con quỷ nào lấy cắp tiền của bạn, cũng chẳng có ông bụt bà tiên nào ban cho bạn thêm tiền. Tất cả đều có nguyên do của nó. Người giàu cần báo cáo tài chính để suy nghĩ, lập kế hoạch và đưa ra quyết định. Con số chính là ngôn ngữ của tiền bạc. Vì vậy, nếu bạn muốn giàu có, bạn phải học cách thông thạo các con số. Có thể bạn chưa kinh doanh một mặt hàng nào đó, nhưng bạn đang kinh doanh giá trị và cuộc đời của bản thân mình. Do đó, việc kiểm soát mình tiêu gì mỗi tháng, thu nhập bao nhiêu, có những nguồn thu nào cần được nắm chắc trong tay. Khi bạn hiểu rõ những điều này, bạn sẽ biết mình cần làm gì tiếp theo để thành công hơn. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính cá nhân là để tìm hiểu cách bạn sử dụng tiền, cũng như hiểu về dòng tiền xung quanh bạn. Hầu hết mọi người nghĩ rằng họ chỉ cần chi tiêu ít hơn so với những gì kiếm được là ổn. Nhưng thực tế, chỉ khi lập báo cáo tài chính rồi, họ mới nhận ra mình đang chi tiêu thừa thãi quá nhiều và cần phải cắt giảm. Đó là những thay đổi tích cực thường thấy khi một người học được cách quản lý tài chính cá nhân nên hiểu rằng bạn cần xem báo cáo tài chính cá nhân trước khi bạn thực hiện bất kỳ điều chỉnh chi tiêu nào cắt giảm chi tiêu một cách mù quáng cũng kinh khủng như tiêu tiền một cách mù quáng bạn cần biết tiền đến từ đâu và các giao dịch mang lại số tiền đó đừng phức tạp hóa vấn đề có rất nhiều cách để lập một báo cáo tài chính cá nhân tùy vào mức độ sử dụng của mỗi người nếu bạn muốn báo cáo của mình thật đơn giản dễ hiểu dễ thực hiện hàng ngày thì có thể tham khảo cách sau đây bạn chỉ cần hai cột một cột để ghi lại những khoản tiền đã đang và sắp đến cột còn lại để ghi những khoản tiền đã đang và sắp chi ra hãy thực hiện ghi chép đều đặn thường xuyên hết mức có thể trong lần đầu tiên thực hiện bạn có thể cảm thấy rất rắc rối và phiền toái nhưng chỉ cần nhìn vào kết quả bạn sẽ nhận ra những điều ngớ ngẩn đã khiến bạn lãng phí tiền bạc đánh mất cơ hội làm giàu mà không hề hay biết ngoài ra nó cũng tiết lộ những gì bạn chưa làm hãy chú ý đến thứ mà bạn chưa đầu tư vào đó điều này cũng quan trọng không kém trên thực tế đó có thể là cơ hội để bạn có được nhiều tiền hơn có thêm những nguồn thu nhập mới nếu bạn muốn trở nên giàu có bạn phải chú ý đến những con số của mình đừng làm điều này trong đầu hãy lấy một tờ giấy và viết ra mọi thứ nó sẽ thay đổi thói quen tài chính của bạn và nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa hãy dự đoán báo cáo tài chính của mình sẽ như thế nào trong tháng tới về những khoản thu nhập những khoản chi tiêu cụ thể, sự cắt giảm chi phí mà bạn có thể, những khoản đầu tư mới đầy tiềm năng. Khi bạn có thể đưa ra dự đoán chính xác về tương lai, điều đó có nghĩa là bạn đang hiểu rất rõ thói quen tài chính của bản thân mình. Nếu bạn có thể biến điều này thành thói quen, xác suất trở thành thành công của bạn sẽ cao hơn. Nguồn, giết co chờ.